Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, những ngày này chìm trong rét đậm, rét hại trên diện rộng. Sương giá phủ trắng xóa dày đặc trên những nhành cây, hoa màu ở các xã biên giới. Các chiến sĩ biên phòng phải thực hiện nhiệm vụ trong thời tiết giá lạnh. Người dân địa phương thường quây quần bên bếp lửa, sưởi ấm trong những ngày giá rét. Tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, băng giá xuất hiện bao trùm các xã Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ. Đây là những nơi có núi cao trên 1.500m đến 1.800m so với mực nước biển. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 5 độ C và ban đêm nhiệt độ xuống thấp dưới âm 3 độ C. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, địa phương đã cắt cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn, bản, hướng dẫn người dân thực hiện công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn. Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật tới các hộ chăn nuôi sử dụng bạt và các vật liệu khác để che chắn chuồng trại. Đồng thời tận dụng nguồn phế, phụ phẩm nông nghiệp như thân cây ngô, nguồn cỏ sẵn có để chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu, bò bằng phương pháp ủ chua hoặc phơi khô. Trong mấy ngày gần đây, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, thì trên địa bàn xã thì về đêm thì nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, đặc biệt là những cái thôn vùng cao đã xuất hiện tình trạng là băng giá. Trước tình hình trên, thì đối với lại các cái cấp học thì chúng tôi đã chủ động cho trường mầm non, trường tiểu học là cho các cháu nghỉ. Đối với lại để đảm bảo công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, thì xã thì cũng đã chỉ đạo cho các đồng chí cán bộ xuống thôn phối hợp với đồn biên phòng Xín Cái vận động hướng dẫn người dân là che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn cho đàn gia súc. Thì những cái hộ mà khó khăn thì chúng tôi dùng những nguồn dự phòng để hỗ trợ bạt để che chắn cho người dân. Chính vì vậy mà đến thời điểm tại thì trên địa bàn xã chưa ghi nhận cái thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra. Băng giá phủ trắng tại các xã biên giới Mèo Vạc đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, giáo viên, học sinh và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Xín Cái. Trong những ngày băng giá lạnh, cấp ủy chính quyền cũng đã tuyên truyền cho bà con nhân dân để chủ động trong cái phòng chống rét cho người và gia súc. Đặc biệt hơn nữa là chỉ đạo cho các cán bộ công chức trực tiếp phụ trách thôn xuống kiểm tra đến từng hộ gia đình để trong việc phòng chống đói rét cho người cũng như là che chắn chuồng trại, đảm bảo giữ trữ thức ăn cho đàn gia súc. Đối với thời tiết lạnh cũng đã tuyên truyền cho bà con nhân dân là đặc biệt là giữ gìn sức khỏe, không ra đi lao động rồi là chăn thả gia súc cái nhiệt độ xuống thấp. Theo dự báo, rét đậm còn diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương cùng lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục bám bản, thực hiện đồng bộ giải pháp vận động người dân, chủ động tiến hành nhiều biện pháp, kiểm tra sức khỏe cho đàn gia súc, gia cầm thường xuyên, tăng cường lượng thức ăn giàu dinh dưỡng, bổ sung thêm muối vào thức ăn để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Toàn bộ bà con thì cũng được, hộ gia đình nào cũng được cán bộ, chính quyền địa phương và đồn biên phòng lên trực tiếp để tuyên truyền cho bà con, để phòng đói rét và phòng lúc ban giá thì phòng tránh gia súc để chết trong mùa đông ban giá thì rất là vui mừng. Mà bây giờ hiện tại thì bà con hộ gia đình nào cũng cảm thấy là thay đổi khác so với trước. Bà con, nhận thức của bà con thì hiện tại là bà con cũng nâng cao cái ý thức của bà con để tránh tình trạng mà vào mùa đông ban giá thì trâu bò nó chết thì thiệt hại về bà con. Nói chung về bà con thì toàn bộ số đàn gia súc là tài sản chính của bà con nhân dân. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong đợt rét hại này, khu vực Bắc Bộ rét hại có nhiệt độ thấp nhất, duy trì mức từ 7 đến 10 độ đến ngày 26 tháng 1. Vùng núi phía Bắc thì nhiệt độ còn xuống dưới 5 độ, vùng núi cao dưới 0 độ. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.